Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Ly Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Thì hôm nay vườn em giới thiệu cả nhà mình là 17 cây sứ thái ghép ha. Giá cây em bán hôm nay là từ 100 ngàn cho tới 300 ngàn một cây. Đơn hàng em đi là 200 ngàn trở lên em mới gửi nha cả nhà. Mình có cây số 1. Số 1 là một em củ quái nè, ghép giống tỏa dương, màu vàng, có sọc. Giống tỏa dương là có hương thơm nha. Cây mình được ghép 8 bo, giá 250 ngàn, một giống có hương thơm. Đem quay cận cho mình xem cái củ nó. Ba mặt củ nó ba hình khác nhau nha. Số hành củ này là 68 ạ. Rồi em tiếp số 2. Số 2 là một giống có hương thơm nữa nè cả nhà. Ăn lạc nha. Ba lớp vàng cam cánh viền hồng, có hương thơm nữa. Cây này là được ghép 5 bo. Hành củ của nó là tầm 70 luôn. Giá của nó là 300 ngàn. Số 3 là một em củ quái nữa nè. Ghép giống huyết thắng á, ba lớp màu đỏ đậm nha. Cây 8 bo, 250 ngàn. Trong video này thì hàng cây VIP hơi nhiều ha. Đây, cái mặt củ bên đây. Rồi, em tiếp số 4. Số 4 là giống trà mi 5 nha, màu đỏ. Cây này thì cái lá của nó dạng bản to là nhìn cây xanh luôn. Củ nó là thân tím nha. Cái củ này nó lên cái thân, cái củ nó màu tím nè. Cây trà mi này là ghép 12 bo, giá 250 ngàn. Trong video này hôm nay thì em giới thiệu cây hàng VIP hơi nhiều. Rồi tiếp số 5. Số 5 là một em củ quái nữa. Giống này có hương thơm đậm mùi luôn. Mình xem cái củ nó chứ ha. Củ khá là đẹp luôn. Cây này về trên á, trên thì hoa có hương thơm đậm và củ thì rất là đẹp luôn nha. Cây này nói chung là xuất sắc. Cây này số 5, ghép giống nguyệt cát. Hoa nền trắng, gân đỏ, hương thơm đậm luôn. Cây ghép 7 bo, giá 300 ngàn, em củ quái nữa. Hoành này là cỡ 70 nha. Đây. Này là vừa chơi củ mà vừa ngắm hoa đẹp nữa nè. Rồi tiếp số 6. Số 6 là một em củ quái nữa nè, ghép giống hạnh phúc nha, ghép 10 bo. Hạnh phúc là màu trắng sọc hồng, cây này 300 ngàn luôn, củ quái. Rồi tiếp số 7. Số 7 là một em củ quái tiếp nữa nha cả nhà. Nói chung video hôm nay là em chọn những em hàng VIP lên cho mình xem ha. Cũng về khúc cuối có mấy cây rẻ rẻ. Rồi cây này số 7 ghép 8 bo, 250 ngàn, ghép 2 giống ăn lạ và mắt biếc. 250 ngàn, 8 bo. Tới số 8. Số 8 là một cây củ to ghép rồng đen. Rồng đen 3 lớp đỏ đậm cánh viền. Cái tàn của nó đây ạ. Rồng đen cái giống này có cái lá nó hình nó rất là đẹp nha. Lá nó mình mới nhìn vô giống như cái quạt ba tiêu luôn. Rồi cây ghép 7 bo, giá 300 ngàn. Hoành củ này là 76 luôn ạ. Em tiếp số 9. Số 9 một em củ hơi quái nữa nè. Cái giống cam thảo. Giống này là cũng hương thơm đậm mùi luôn nè. Màu vàng, có lem lem tím nha. Cam thảo mình đang vô nụ. Cây này củ quái, ghép 10 bo, 250 ngàn. Ê, cái mặt củ nè. Số 9 là cam thảo nha. Cả nhà ai yêu thích cái giống nào hương thơm đậm thì mình chọn cái này ha. Thơm đậm luôn, ghép 10 bo, 250 ngàn. Cái củ này cái hoành nó tầm gần 70 á cả nhà. Đây là nay em vô hàng này là hàng VIP nha. Rồi tiếp số 10. Số 10 là một em củ quái nữa. Ghép hai màu. Hương xuân màu vàng và thiên hương là màu hồng. Trắng viền hồng nha cả nhà. Thiên hương có hương thơm luôn. Đây cái tàn của nó nè. Xuống xem củ nha. Củ quái to. Cây chín bo, giá 300 ngàn. Củ này là rất là đẹp luôn nha. Ai yêu cái đẹp thì mình chọn mấy cây hàng quái này ha. Đẹp xuất sắc từ củ cho đến cái giống nó luôn. Rồi em tiếp số 11. 11 là ghép rạng đông.
Rạng đông là màu vàng nha. Cây ghép chín bo. Cái củ này nhìn rất là cơ bắp. Củ này nhìn hơi quái quái nha. Ghép chín bo, giá 300.000. Cây này là cái hành nó 72 luôn á cả nhà. Tiếp số 12, 12 là Lip Green, cây 6 bo. 6 bo giá nó 100.000 là vì có cái sẹo đây ha. Nó bị trầy cái vỏ đây nè. Trầy, vết trầy của mình đã lành rồi nha. Nó bị một vết trầy tầm bằng ngón tay em ạ. Ghép 6 bo 100.000. Có hành này là nó cỡ 3 gang tay em vòng lại ạ. Rồi 13, 13 là ghép 2 giống Ferrari và hồng ngọc cẩm thạch. Bông hồng ngọc là nó màu hồng nha, ba lớp màu hồng, lá dạng lá cẩm thạch. Đây, lá cẩm thạch là thế này đây cả nhà. Lá xanh có bông bông trắng nha, có viền trắng ở ngoài. Ferrari thì chưa dài lắm, cái giống này thì bên em nói chung bán lúc nào ra cũng bị cháy hàng cái giống này. Rồi, củ này thì là có rễ nó tua xuống nhìn rất là đẹp mắt luôn nha. Cây ghép 11 bo giá 200.000, hoành nó tầm cỡ 65. Rồi tiếp 14. 14 là Long Thành, cây 4 bo. 120.000. Hoành cũ nó cỡ khoảng 3 gang tay em vòng lại. Số 15, 15 một em cũ hơi lạ nữa nè cả nhà, củ quái lạ nè. Củ này nó lên vàng có miếng này. Cây ghép 4 bo. Vô chậu C10 mà chặt chậu luôn ạ. Cái hoành này nãy đo thử là 68 luôn cả nhà. Củ quái nha, ghép 4 bo. Đây, em quay cận lại cho mình xem cái củ nữa nè. Ghép 4 bo. Ở trên cái mắt ghép đây thì nó bị chạy sẹo này miếng nha. Rồi, 150.000. Em củ quái nè. Rồi 16, 16 là thần tài. Thần tài 5 cánh màu đỏ nha. Cây 24, 6 bò. Cây 6 bò 130.000. Củ này nhìn cơ bắp. Củ cơ bắp nha cả nhà. Cái hoành này là cỡ 3 gang tay em vòng lại. Rồi tiếp 17 cây cuối. 17 là màu tím. Màu tím than nha. Cây này thì tựa dài. Cây tím than này ghép 5 bo 130.000. Hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 17 cây. Hiện nay thì em gửi hàng đi bằng hai cách ha. Đi xe Tô Châu thì cây sẽ để nguyên cái bầu đất thế này gửi Tô Châu. Hàng đến nơi nó nhắn tin mình ra trạm đó mình nhận cây. Và khách ở xa thì em sẽ gửi đường bưu điện. Cây đi bưu điện thì sẽ nhổ ra vũ sạch đất đóng thùng đi bưu điện nha. Hàng đi bưu điện nó sẽ giao tận nhà cho mình luôn và nó thu hộ. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bấm đăng ký ha, để vừa ủng hộ kênh của em nè, và mình vừa đón xem được những cái video mới nhất của em đưa lên giới thiệu đến với cả nhà. Lúc mình bấm đăng ký mình nhớ bấm luôn chuông thông báo nha cả nhà. Và về cái cách chăm sóc cây, nếu mà mình đặt hàng rồi về mình chăm sóc cây có vấn đề gì mình thắc mắc thì cứ kết nối Zalo với bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ thêm về chăm sóc cây cho mình ha. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.